Chào bạn ạ, tôi Triệu Cường. Thì mọi người biết dạo này thì Cường rất là ít đi quay với lại Tem Ngọc Sâm Bô, với lại Đức Dâu và Quang Bin. Nhưng mà gần đây thì mới hôm nay thì Cường hơi rảnh rỗi một tí, thì có thời gian vào xem video của Đức Dâu và Quang Bin, thì thấy là dạo này đang có xích mích với lại nhóm Sới Sủng gì nhỉ? Để vào xem lại cụ thể là vừa lấy xem nhưng mà lại quên mất rồi. Có mâu thuẫn với bọn Sới Bạc hay Sới gì đấy. Đâu 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 đây. Đức Dâu. À bọn chủ Sới. Đấy, có liên quan đến bọn chủ Sới. Điện thoại hay các kiểu linh tinh, nói chung là sự việc này nó cũng khá là gắt. Cho nên là Cường là đang muốn đi giúp đỡ Đức Dâu để phá tan cái chủ Sới này, để cho mọi người và các thứ là tập trung vào làm ăn đi, không Sới Sủng gì nữa, làm cho cuộc sống xã hội nhiều người nó bị không ổn lắm. Cho nên Cường ngày mai Cường sẽ lên cái địa điểm này nhá. Đấy, địa điểm ở trên này, chính cái địa điểm này, để phá tan cái chủ Sới ở trên này luôn, để cho mọi người đỡ phải đi đánh cờ bạc nữa. Cường nói là Cường làm nhá. Còn cái bọn này ấy, thì Cường đủ đồ để chơi. Nhìn này, thấy gì chưa? Cái loại này ấy, thì là loại được cấp. Thôi cất đi, không nguy hiểm. Còn ở bên này nữa, hàng lúc nào cũng có những cái đồ mà hàng ấy, thì không ai có. Những cái hàng này không phải mọi người ai cũng dùng được đâu. Nói chung là Cường cũng khuyên mọi người không nên dùng những cái hàng mà Cường đang dùng. Tại vì những cái hàng này, những cái đồ rất là nóng, mà đồ nóng thì không phải ai cũng dùng được. Cho nên là Cường thì Cường không khoe trương, không bày vẽ một cái gì cả. Cường chỉ đi để giúp mọi người là tránh xa cái tệ nạn cờ bạc, ma túy các thứ ra thôi. Thì đôi khi phải dùng những cái hàng này để thi thoảng mà những cái sự việc nào nó quá tầm kiểm soát thì xử luôn. Đấy. Nên Cường không nói nhiều, video này video để tâm sự thôi. Thì mọi người hãy đăng ký kênh và ủng hộ cho Cường. Để